tôi xin giới thiệu với một tiếng hát. Số báo danh 9998. Một cô nàng đến từ Texas mang tên rất là nhẹ nhàng, Jamie. Lời đầu tiên xin cho phép em gửi lời chào tới bốn vị ban giám khảo và quý khán giả đã có mặt tại đây. Em tên là Trà My và hôm nay em xin trình bày một nhạc phẩm do nhạc sĩ Nguyễn Đình Dũng sáng tác. Nhạc phẩm được mang tên Từng Yêu, xin mời quý vị cùng lắng nghe ạ. Đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu, có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau, có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi anh tuôn sầu, có đắng cay nào bằng anh vội vàng qua màu. Người con gái đang đi bên anh là người như thế nào? Sợ người ta không yêu thương anh, em biết phải làm sao? Nếu một ngày người anh yêu bồi bàn, anh đừng cần những thứ cao xa. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, em vẫn chờ anh giống muôn mà. Em hỏi lòng anh có bao nhiêu, trái tim anh giờ đã quên mộng chiều. Xin đừng quên ta đã từng yêu. Nếu một ngày người anh yêu bồi bàn, anh đừng cần những thứ cao xa. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, em vẫn chờ anh dấu. Hỏi lòng anh có bao nhiêu, trái tim anh giờ đã quên bóng chiều. Xin đừng quên ta đã từng yêu, xin đừng quên ta đã vào. Chẳng những chương trình The Neo Voice chúng tôi có những tiếng hát rất là hay mà còn có những hot girl như thế này, tiếng kêu hot girl tham gia vào chương trình The Neo Voice của chúng tôi. Xin mời anh nhạc sĩ Đồng Sơn đánh giá về tiếng hát hot girl của chúng tôi. Dưới một cái bề ngoài rất là thiếu nữ, là một cái giọng hát rất là mature, rất là nữ tính và rất là ray rứt. Anh đặc biệt thích những chỗ mà em hát cuối cái câu điệp của điệp khúc á, những cái câu mà bội bạc rồi muộn màng rồi bao nhiêu nâng niu rồi từng yêu, nó đều xuống rất là nhẹ nhàng, rất là tinh tế, anh rất là thích. Và cho em thêm một cái lời khen nữa là chẳng những chỗ cao em hát rất là tốt mà cái chỗ thấp em cũng hát cũng rất là tốt luôn. Ngay cái câu đầu tiên là chữ bắt đầu á, em xuống chữ, anh còn cho cái chữ bắt đầu xuống rất là tròn, rất là rền, xuất sắc. Cảm ơn em. Xin mời giám khảo Phương Hồng Quế. Đúng là cái nhìn bên ngoài đã bắt mắt, rất là xinh xắn, dễ thương, và chọn cái bài hát cũng rất thích hợp với là cái giọng của em. Cho nên là cô thấy rằng em có rất nhiều triển vọng nha. Chúc mừng em. Xin cảm ơn ạ. Và xin mời nghệ sĩ Hồng Đào. Chị chúc mừng em. Dạ, tuyệt vời. Cảm ơn em. Xin mời anh Thiên Nguyễn. Em là cái người nữ từ đầu đến giờ là hát hay nhất. Bề ngoài xinh xắn nữa, nhưng mà hình như là em hát có nửa bài thôi phải không? Đây cố tình hay là thấy nửa bài đầu mình hát nửa bài nó hay rồi cho nên out luôn.
Dạ không, cái này là Hùng, là Hùng có thể đính chính được, ban tổ chức ép đó anh. Không, đủ 3 phút anh. Nhưng mà cuối cùng nó vẫn là hay thôi. Cuối cùng chị hỏi cho biết, cho vui, cho coi thử cái IQ của em nó cao. Nếu mà IQ của em nó cao, em cảm thấy em hát hay rồi thì em out luôn. Đúng ra nó giang tố nhưng mà em lại out luôn. Nhưng mà đó là một cái sự thông minh. Tại mình đã hoàn thành tốt rồi thì ok. Thôi anh nói luôn, anh say yes. Cảm ơn ạ. Xin mời chị Hồng Đào. Yes. Yes. Và xin mời nhạc sĩ Đông Sơn. Chúc mừng em, 4 yes. Yes. Xin chúc mừng Trà My, được 4 yes. Xin mời em. Xin cảm ơn ạ.